Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Lipirose 10 được sản xuất tại Drug. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Lipirot 10 cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Lipirot 10 Rosuvastatin dưới dạng Rosuvastatin canxi 10mg Tá dược vừa đủ Dạng bảo chế Viên nén bao phim Công dụng và chỉ định của thuốc Lipirot 10 bổ sung cho chế độ ăn uống để giảm lượng cholesterol toàn phần, LDL đến cholesterol, APOP, NONHDL đến C, và lượng triglycerides thế giới và tăng lượng HDL đến C ở bệnh nhân tăng cholesterol máu nguyên phát, có tính gia đình dị hợp tử và không có tính gia đình, và rối loạn lipid máu hỗn hợp, Fredrickson loại 2A và II. Hỗ trợ cho chế độ ăn uống để điều trị bệnh nhân có mức thế giới huyết thanh cao, Fredrickson loại 4 để giảm LDL đến C, cholesterol toàn phần và apop ở bệnh nhân tăng bệnh nhân tăng cholesterol máu nguyên phát có tính đồng hợp tử như một thuốc hỗ trợ khác cho phương pháp điều trị hạ lipid, ví dụ, gan tách LDL đến C trong máu hoặc nếu phương pháp điều trị này không có hiệu quả. Sử dụng kết hợp với điều chỉnh chế độ ăn cho bệnh nhân rối loạn beta lipoprotein máu nguyên phát, tăng lipoprotein máu TIP3 sử dụng kết hợp với điều chỉnh chế độ ăn cho bệnh nhân chậm tiến triển của sơ vữa động mạch để giảm tổng cộng đến total cholesterol và LDL đến C đến ngưỡng mục tiêu. Phòng ngừa bệnh tim mạch nguyên phát Cách dùng và liều dùng của thuốc Lipirot 10 Cách dùng Liều dùng Người lớn, khoảng liều là từ 5 đến 40mg. Liều khởi điểm thông thường là 5 đến 10mg một lần trên ngày. Đối với trường hợp phòng ngừa bệnh tim mạch nguyên phát, liều dùng là 20mg trên ngày. Đối với bệnh nhân tăng cholesterol máu nguyên phát có tính gia đình đồng hợp tử, liều khởi đầu là 20mg một lần trên ngày. Trẻ em Đối với bệnh nhân tăng cholesterol máu nguyên phát có tính gia đình dị hợp tử. Trẻ từ 8 đến dưới 10 tuổi, liều khuyến cáo là từ 5 đến 10mg một lần trên ngày. Trẻ từ 10 đến 17 tuổi, liều khuyến cáo là 5 đến 20mg một lần trên ngày. Đối với bệnh nhân tăng cholesterol máu nguyên phát có tính gia đình đồng hợp tử. Trẻ từ 7 đến 17 tuổi, liều khuyến cáo là 20 mg một lần trên ngày. Bệnh nhân người châu Á, liều khởi đầu 5 mg một lần trên ngày, nếu không đạt được mục tiêu điều trị thì có thể tăng lên 20 mg trên ngày. Người cao tuổi, liều khuyến cáo là 5 mg một lần trên ngày, không cần điều chỉnh liều theo lứa tuổi. Bệnh nhân suy gan, không sử dụng. Bệnh nhân suy thận Bệnh nhân suy thận nhẹ hoặc trung bình không cần đổi liều, không dùng thuốc cho bệnh nhân suy thận nặng. Chống chỉ định của thuốc Lipirot 10 Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Không dùng cho bệnh nhân bị mắc bệnh gan tiến triển hay trần sam in as huyết thanh cao dai dẳng không rõ nguyên nhân. Không dùng cho phụ nữ có thai, có khả năng có thai mà không dùng biện pháp tránh thai có hiệu quả và cho con bú. Không dùng cho bệnh nhân suy thận nặng, độ thanh thải creatinine nhỏ hơn 30ml trên phút. Bệnh nhân đang dùng silosporin Mức liều 40mg chống chỉ định ở bệnh nhân, suy thận trung bình, độ thanh thải creatinine nhỏ hơn 60ml trên phút, suy giáp, tiền sử gia đình hoặc bản thân có bệnh lý cơ có tính di truyền. Tiền sử tổn thương cơ trước đây gây bởi thuốc ức chế HMG đến qua reductase khác hoặc fibrat, nghiện rượu, các tình trạng làm tăng nồng độ thuốc trong máu. Bệnh nhân là người châu Á, dùng kết hợp fibrat. Thận trọng và lưu ý khi sử dụng thuốc VACOROS10. Cần phải đánh giá chức năng thận khi theo dõi thường xuyên bệnh nhân khi dùng mức liều 40mg. Cần làm xét nghiệm enzyme gan trước khi bắt đầu điều trị bằng Rosuvastatin và trong trường hợp chỉ định lâm sàng yêu cầu xét nghiệm sau đó. Tăng nguy cơ tổn thương khi sử dụng Rosuvastatin đồng thời với Gemfibrozine, các thuốc hạ cholesterol máu nhóm fibrat khác, niacin liều cao lớn hơn 1 giờ trên ngày. Côn chi Cân nhắc theo dõi creatine kinase trồng để có các biện pháp can thiệp phù hợp trong trường hợp suy giảm chức năng thận, nhược giáp. Tiền sử bản thân hoặc gia đình có người mắc bệnh cơ di truyền. Tiền sử bị bệnh cơ do sử dụng statin hoặc fibrat trước đó. Tiền sử bệnh gan và trên hoặc uống nhiều rượu. Bệnh nhân cao tuổi, lớn hơn 70 tuổi, có yếu tố nguy cơ bị tiêu cơ vân. Khả năng xảy ra tương tác thuốc và một số đối tượng bệnh nhân đặc biệt thận trọng khi sử dụng thuốc cho bệnh nhân sử dụng nhiều rượu và trên hoặc có tiền sử bệnh gan. Với bệnh nhân bị tăng cholesterol máu thứ phát do suy giáp hoặc hội chứng thận hư thì cần điều trị bệnh trước khi dùng rosuvastatin. Ngưng sử dụng thuốc nếu phát hiện có thai và cần được thông báo về các rủi ro có thể xảy ra đối với phôi thai. Không nên dùng rosuvastatin cho bệnh nhân có các vấn đề di truyền về dung nạp lạc tô, thiết lạc tây láp hoặc kém hấp thu gluco đến galactios. Dùng các thuốc hạ lipid máu nhóm với các thuốc điều trị HIV và viêm gan siêu vi C, huy chương vàng có thể làm tăng nguy cơ gây tổn thương cơ. Thậm chí nghiêm trọng hơn có thể gây tiêu cơ vân, thận hư dẫn tới suy thận và có thể gây tử vong. Nếu nghi ngờ bị viêm thận kẽ cần dừng sử dụng stent. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú. Không dùng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Sử dụng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc. Thận trọng khi lái xe và vận hành máy móc trong thời gian sử dụng thuốc bởi thuốc có thể gây chóng mặt. Tác dụng phụ của thuốc Lipirod 10. Thường gặp. Rối loạn nội tiết, đai tháo đường tụy. Rối loạn hệ thần kinh, đau đầu chóng mặt. Rối loạn tiêu hóa, táo bón, buồn nôn, đau bụng. Rối loạn cơ xương và mô liên kết, đau cơ. Các rối loạn toàn thân và tại vị trí tiêm, suy nhược ít gặp. Rối loạn da và dưới da, ngứa, ban đỏ, mề đay. Hiếm gặp. Rối loạn mau và hệ bạch huyết, giảm tiểu cầu. Rối loạn hệ miễn dịch, các phản ứng quá mẫn bao gồm phù mạch. Rối loạn tiêu hóa, viêm tụy. Rối loạn gan mật, tăng trần sam in as Rối loạn cơ xương và mô liên kết, bệnh cơ, bao gồm viêm cơ, tiêu cơ vân. Rất hiếm gặp dối loạn hệ thần kinh, bệnh đa dây thần kinh, mất trí nhớ, dối loạn gan mật, vàng da, viêm gan, dối loạn cơ xương và mô liên kết, đau khớp, các dối loạn thận và tiết niệu, tiểu ra máu, dối loạn cơ quan sinh sản và tuyến vú, ngực to ở nam giới, chưa biết, dối loạn tâm thần, trầm cảm, dối loạn hệ thần kinh, bệnh thần kinh ngoại biên, dối loạn giấc ngủ bao gồm mất ngủ và ác mộng. Rối loạn hô hấp, lồng ngực và trung thất, ho, khó thở. Rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy. Rối loạn da và dưới da, hội chứng Stevens đến Johnson. Rối loạn cơ xương và mô liên kết, các rối loạn gân đôi khi biến chứng do bệnh cơ hoại tử qua trung gian miễn dịch. Các rối loạn toàn thân và tại vị trí tiêm, phù. Tương tác thuốc. Các thuốc ức chế protein vận chuyển, sử dụng đồng thời rosuvastatin với các thuốc ức chế protein vận chuyển bao gồm OATP1B1 và BCRP có thể làm tăng nồng độ rosuvastatin trong máu và tăng nguy cơ các bệnh về cơ. Thuốc ức chế protease sử dụng đồng thời rosuvastatin với các thuốc này có thể làm tăng nguy cơ gây tổn thương cơ, nghiêm trọng nhất là tiêu cơ vân, thận hư dẫn tới suy thận và có thể gây tử vong. Gemfibrozil và các thuốc hạ lipid khác sử dụng đồng thời với rosuvastatin làm tăng nguy cơ tổn thương cơ. Izetimibe sử dụng đồng thời rosuvastatin 10 mg và izetimibe 10 mg làm tăng AUC rosuvastatin 1.2 lần ở bệnh nhân tăng cholesterol máu. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Lipirot 10, đồng thời biết cách sử dụng Lipirot 10 sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.